Xin chào các bạn đã đến với kênh Tóc Sầu Hoa. Và trong bản tin trưa ngày hôm nay sẽ có những nội dung gì đáng chú ý? Xin mời các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Chưa thêm lên sóng, tình hán sán lạn của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư lại bất ngờ gặp biến lớn. Sau Trường Ca Hành, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi chính thức yêu nhau trong bộ phim Tình Hán Sán Lạn. Sở hữu câu chuyện được đánh giá là phiên bản thời Hán của Minh Lan Truyện, lại thêm dàn diễn viên trẻ đẹp giúp dự án này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả. Tuy nhiên, trước thêm lên sóng, Tình Hán Sán Lạn lại bất ngờ gặp biến lớn. Gần đây có thông tin cho biết bộ phim này được xếp lịch và lên sóng trong tháng 7 này. Tuy nhiên, trước khi phim lên sóng, nhiều cư dân mạng lại bất ngờ phát hiện ra trang phục của dàn diễn viên có rất nhiều điểm giống với kimono của Nhật Bản. Có cư dân mạng đã tố cáo lên Quảng Điện việc sao chép trang phục của Tình Hán Sán Lạn. Hiện có thông tin cho biết Tình Hán Sán Lạn đang phải làm khâu hậu kỳ. Phía đoàn làm phim đã chi tiền để Photoshop bỏ đi những chi tiết gây tranh cãi trên trang phục của dàn diễn viên. Tuy nhiên, cư dân mạng cho rằng xóa đi trên hình không có nghĩa là chuyện sao chép chưa hề tồn tại. Hành động này của đoàn làm phim khiến dư luận càng bức xúc hơn nữa. Tình Hán Sán Lạn thì có nguy cơ bị đắp chiếu rất lớn, đặc biệt là khi chuyện này được báo cáo lên Quảng Điện. Phim của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư sẽ bị xét duyệt gắt cao hơn nữa. Với sóng gió này thì Tình Hán Sán Lạn sẽ khó có thể lên sóng trong tháng 7 này. Dù rất tiếc nhưng đa số khán giả đều cho rằng phía đoàn làm phim nên chỉnh sửa chỉnh chu hơn để phim có thể được lên sóng. Ngoài ra thì những thông tin mới nhất về lịch chiếu của Trầm Vụn Hương Phai cũng khiến khán giả phấn khích. Với sự góp mặt của hai lưu lượng hiện nay là Dương Tử và Thành Nghị, Trầm Vụn Hương Phai trở thành tác phẩm được mong chờ nhất trong nửa đầu năm 2022. Tuy đã đóng máy từ lâu nhưng bộ phim vẫn chưa có lịch chiếu, điều này khiến khán giả lo lắng trước tình trạng của Trầm Vụn Hương Phai. Tuy nhiên, không để khán giả phải đợi lâu, vì ngày 29 tháng 6 vừa qua, Youku tổ chức quảng bá phim truyền hình mùa hè, trong đó có đề cập tới những thông tin của Trầm Vụn Hương Phai. Tác phẩm sẽ do Dương Tử, Thành Nghị, Trương Duệ, Mạnh Tử Nghĩa chủ diễn. Dự án được Quách Hổ và Nhậm Hải Đào, những người góp phần không nhỏ vào thành công của Châu Sinh Như Cố và Túy Linh Lung Cầm Trịch, Hoan Thụy Thế Kỷ và Trung Hối Ảnh Thị sẽ phối hợp chịu trách nhiệm sản xuất dự án này. Theo những thông tin được Youku đưa ra, Trầm Vụn Hương Phai được xếp phát sóng vào quý 3 năm 2022, nghĩa là khoảng giữa hoặc cuối tháng 7 năm 2022, độc quyền trên Youku và tạm định là đài truyền hình tuyến 1. Youku cũng quảng bá cho Trầm Vụn Hương Phai. Ngoài cốt truyện về song thế tình duyên cực kỳ hấp dẫn ra, phim còn có tuyến huyền nghi thu hút, tổng thể chia làm 4 chương, từ thiên ma đại chiến đến đi tìm tứ đại thần khí, rồi đến cuộc chiến sau cùng rất đáng mong chờ. Hiện thì Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử, Thành Nghị đóng chính đã vượt qua được vòng kiểm duyệt và dự kiến sẽ được chiếu vào tháng 7 năm nay. Chuyển sang một tin tức khác. Sau bao ngày mong đợi thì bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh chủ diễn cuối cùng đã được lên sóng. Đây là bộ phim đánh dấu bước truyền hình của nàng Tiểu Hoa nên nhanh chóng thu hút được sự quan tâm rất lớn. Sau khi lên sóng 2 tập đầu phim, bộ phim này đã nhanh chóng thu về thành tích ấn tượng. Theo đó, ở thời điểm Hạnh Phúc Đến Vạn Gia lên sóng, giá bảng của phim tăng với tốc độ khá nhanh. Phim khởi đầu với mức rating ở Đài Đông Phương là 0,18, dần dần tăng lên 0,53, trong khi đó ở Đài Bắc Kinh là 0,22, lên 0,55. Đây là một thành tích khá ấn tượng với một bộ phim chỉ mới phát sóng 2 tập đầu tiên. Ngoài ra, khi đem so sánh với những bộ phim lên sóng trước đó của hai đài Đông Phương và Bắc Kinh, thành tích phim của Triệu Lệ Dĩnh cao hơn hẳn. Tuy mức rating chưa quá cao, thế nhưng đây vẫn là con số cực kỳ ấn tượng với một bộ phim chiếu song đài và có đề tài kén người xem. Hạnh Phúc Đến Vạn Gia mở đầu với đám cưới của nữ chính Hà Hạnh Phúc. Mặc váy cưới trên phim, Triệu Lệ Dĩnh nhận được nhiều lời khen ngợi. Ngoài ra, đài tư chuẩn, diễn xuất tốt cũng giúp nàng Tiểu Hoa lấy được thiện cảm của khán giả. Bộ phim được dự đoán sẽ còn gặt hái thành tích tốt hơn khi lên sóng ở các tập sau. Tuy nhiên thì bộ phim này cũng vừa gặp phải biến lớn và phải đối mặt với nguy cơ bị tẩy chay từ phía khán giả. Cụ thể, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia mở đầu với cảnh đám cưới của nữ chính Hà Hạnh Phúc, nàng Tiểu Hoa diện bộ váy cưới màu đỏ rực rỡ, tâm trạng xúc động chờ tổ chức lễ cưới. Thế nhưng trong đám cưới, em gái của Hạnh Phúc lại bất ngờ bị bạn truyền gia để ý và có ý định hủy đi sự trăm trắng. Được biết đây là một trong những hủ tục thường xuyên diễn ra tại các đám cưới của người Trung Quốc trước đây. Việc một đám đàn ông cưỡng ép lợi dụng để có hành vi sàm sỡ em gái nữ chính khiến khán giả vô cùng tức giận, thậm chí có khán giả còn cho rằng sẽ bỏ xem phim vì những hình ảnh quá chân thực này. Tức giận vì hành vi xấu xa của bọn ác bá bao nhiêu, khán giả lại hả hê với hành động mạnh mẽ dứt khoát của Hà Hạnh Phúc bấy nhiêu. Để cứu em gái, cô đã thẳng tay cầm ghế phang vào đầu vạn truyền gia khiến hắn chảy máu.
Ngay khi lên sóng thì hủ tục náo hôn trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đã leo lên top 4 hot search bảng chung trên Weibo. Đa số khán giả đều bày tỏ sự tức giận với tục lệ xấu này, cũng vì quan niệm cổ hủ của người xưa có rất nhiều trường hợp phù dâu xảy ra chuyện không hay. Ngoài bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đang lên sóng thì Triệu Lệ Dĩnh đang quay hình cho bộ phim Giữ Phượng Hành. Mặc dù mới bắt đầu ghi hình chưa lâu, đoàn làm phim đã liên tục tung ra những tạo hình mới nhất của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh để giữ nhiệt độ cho phim. Cách đây không lâu, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền bức ảnh hé lộ tạo hình mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường Giữ Phượng Hành. Ngay sau khi tạo hình này được tiết lộ, Triệu Lệ Dĩnh lại một lần nữa gây sốt với nhan sắc trẻ trung và hợp với cổ trang của mình. Xuất hiện cùng bộ y phục màu trắng sang trọng, Triệu Lệ Dĩnh nổi bật với nước da trắng và đường nét gương mặt vừa trẻ trung vừa sắc sảo sang trọng. Kiểu tóc lạ cũng là điểm nhấn nổi bật của tạo hình này. Trong tạo hình này, mỹ nhân Sở Kiều Truyện búi phần lớn tóc của mình lên trên đỉnh đầu, được điểm xuyết bằng một bộ khung vàng mang lại cảm giác quyền quý. Một phần tóc ở gáy lại được buộc thấp ở đằng sau tạo cảm giác vừa sang trọng vừa trẻ trung. So với tạo hình trước đó, tạo hình bạch y lần này của Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá là đẹp và phù hợp hơn hẳn. Được biết, những tạo hình từng được công bố của Triệu Lệ Dĩnh trong Giữ Phượng Hành, mặc dù không bị đánh giá tiêu cực nhưng cũng không đem lại cảm giác quá xuất sắc. Phải cho đến tạo hình này, khán giả mới có thể thấy được tinh thần của nhân vật toát ra từ Triệu Lệ Dĩnh. Hiện bộ phim Giữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch chiếu cụ thể. Mới đây thì công chúng có dịp chiêm ngưỡng khoảnh khắc gấp 3 visual khi các mỹ nhân CBiz là Triệu Lộ Tư, Angelababy và Bạch Lộc cùng góp mặt trong một chương trình truyền hình. Theo đó, Bạch Lộc được nhận xét hoàn toàn lép vế trước nhan sắc của Angelababy và Triệu Lộ Tư trong một bức ảnh chưa qua hậu kỳ. Cụ thể, trong chương trình Running Man bản chung mới đây, chị đại 8X Angelababy và hai tiểu hoa 9X là Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư có dịp khoác lên mình trang phục truyền thống Tân Cương. Cả ba diễn viên đều được nhận xét rất phù hợp với tạo hình này, tương tác của họ trong chương trình rất tự nhiên, tạo cho khán giả cảm giác thoải mái khi xem. Ngay sau khi tập gần đây của chương trình lên sóng, công chúng đã truyền tay nhau ảnh chụp ba mỹ nhân chưa qua chỉnh sửa. Theo đó, họ đã đưa ra nhiều ý kiến xoay quanh bức ảnh này. Phần đông khán giả cho rằng Bạch Lộc nhìn dư hơn rất nhiều khi ngồi cạnh Triệu Lộ Tư và đàn chị Angelababy. Trong khi Triệu Lộ Tư trông đáng yêu hồn nhiên với tóc thắt bím, thì Angelababy được khen vì khuôn mặt đẹp như tiên tử bất chấp tuổi tác. Riêng Bạch Lộc, công chúng nghĩ rằng cô có vẻ không phù hợp với tạo hình lẫn cách trang điểm này. Nữ diễn viên gần như lộ toàn bộ khuyết điểm trên gương mặt, nhất là khi cười lên. Thậm chí có người còn thấy cô như bà thím khi đọ sắc với hai mỹ nhân còn lại. Cả ba mỹ nhân đều đang chăm chỉ đóng phim và nhận được nhiều sự ủng hộ của công chúng. Chúng mình là Tốt Sao Hoa, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.